Sáng nay, 7.547 thí sinh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022. Toàn tỉnh có 20 điểm thi đặt tại các huyện thành phố với 306 phòng thi. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, kỳ thi năm nay không chỉ siết chặt kỷ luật phòng thi mà còn thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm thi. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 diễn ra trong 2 ngày 19 và 20 tháng 6 với 3 môn thi: Văn, Tiếng Anh, Toán. Riêng các thí sinh thi tuyển vào trường trung học phổ thông chuyên Bạc Liêu, ngoài việc thi 3 môn này, các em sẽ thi thêm một môn chuyên. Để tránh tập trung đông người, đảm bảo an toàn dịch bệnh, kỳ thi tuyển sinh năm nay không tổ chức khai mạc. Trước khi vào khu vực thi, thí sinh và cán bộ coi thi đều được đo thân nhiệt và rửa tay khử khuẩn. Trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi, tất cả thí sinh và cán bộ coi thi đều phải thực hiện nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phòng thi được bố trí bàn ghế đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các thí sinh. Mỗi phòng thi đều bố trí nước rửa tay sát khuẩn. Tỉnh có 4 thí sinh thuộc diện F1, F2 phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà, không thể tham dự kỳ thi này. Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ sẽ lên phương án tổ chức kỳ thi bổ sung cho các em trong thời gian thích hợp, đảm bảo an toàn dịch bệnh và quyền lợi cho học sinh.